Ông trùm lần đầu mang vệ sĩ đi làm nhiệm vụ, ai ngờ anh ta lăn ra ngủ như gà. Thôi không sao vì có thể cao thủ đều như vậy. Lúc xuống xe, vệ sĩ lại đóng cửa vỡ cả đầu ông chủ. Thôi không sao, chắc cao thủ thường có thói quen khác người. Có điều hôm nay ông trùm thật sự đen đủi. Tài xế đánh xe đi chèn bố nó lên chân. Lúc vào thang máy, thiếu chút nữa bị đàn em ép chặt thành cái bánh rồi. Cuối cùng vào tới trong phòng giao dịch, vệ sĩ trịnh trọng ngồi cạnh ông chủ, có vẻ hắn quên mất mình là ai. Đối phương vác hàng ra chuẩn bị giao dịch, ông trùm kiểm tra xong bảo anh đưa tiền, kết quả lại đập luôn vali vào đầu ông chủ. Xem chừng ông trùm này sớm muộn cũng bị giết. Nhưng ngay khi hai bên còn chưa xong việc, đột nhiên có một tên cảnh sát cầm súng xông vào. Hai bên đều nghĩ là đối phương chơi đểu. Ông trùm kia nói nếu tôi mà chơi đểu tôi chết liền. Kết quả vừa dứt câu thì bị chết thật. Hóa ra là do súng của một cảnh sát bắn nhầm. Hai bên thấy vậy bắt đầu nổ súng bắn nhau. Nhân lúc hỗn loạn ông trùm nhanh chóng rời khỏi. Ai ngờ vừa ra cửa đã bị vệ sĩ đẩy ngã xuống. Cảnh sát A Lầu đuổi theo phía sau, tên vệ sĩ lại kê súng vào đầu ông trùm bắn trả. Nhóm vệ sĩ dẫn ông trùm ra tới hành lang. A Lầu đuổi theo ra ngoài bị một tên rút súng bắn trả. Anh điên tiết bắn súng vào hắn ta, không ngờ viên đạn làm đứt dây hai anh lau kính. Hai thằng ôm nhau tụt bố nó quần. Đúng lúc này bà chị trong nhà mở cửa sổ, thấy đáng yêu quá liền thỏ tay búng chim. Phía A Lầu đuổi theo bắn nhau tới tận tầng 1, vệ sĩ tiếp tục kê súng lên vai ông trùm để bắn. Ông trùm điên tiết ném hắn ra ngoài làm bia đỡ đạn, nhân cơ hội đó cùng đàn em chạy ra ngoài đường. A Lầu lập tức đuổi theo, không ngờ được ông trùm đã trang bị vũ khí hạng nặng. Đệ tử bắn róc két nhưng trượt A Lầu, bà nội cha mày đúng là thằng ngu. Chửi đàn em xong quay ra chả thấy A Lầu đâu nữa. Hóa ra A Lầu đã mượn một chiếc xe máy bỏ chạy. Trùm xã hội đen rất nhanh đuổi tới sát đít, tiếp tục bắn B-40 phá hủy khắp nơi. Chạy một đoạn không may tắc đường, A Lầu liều mình phóng xe lên nóc ô tô để chạy. Chạy trên nóc ô tô thật sự khó khăn, ông trùm đơn giản sang đường ngược chiều mau chóng đuổi kịp, thấy không ổn A Lầu liền bẻ cua sang hướng khác. Ông trùm làm theo kết quả hất hết đàn em xuống đường, đuổi tới nhà để xe ông trùm không vào được, hắn liền bắn róc két phá hủy lan can. Không ngờ từ chỗ lan can vỡ A Lầu phóng ra, để chiếc xe rơi xuống rồi bắn bình xăng tạo ra một vụ nổ lớn. Ông trùm may mắn thoát nạn liền bỏ chạy, nhân tiện trộm luôn một chiếc siêu xe lái đi. A Lầu bên này vô tình đi qua đại lý bán ô tô, nhân tiện lấy một xe lái thử đuổi bắt tội phạm, rất nhanh đã đuổi sát đít ông trùm. A Lầu cho xe dựng ngang rồi đứng lên mà bắn súng. Hồi lâu sau một xe khác húc ngang mới đứng được dậy, A Lầu tăng ga ép sát xe ông trùm. Bất ngờ bị ông trùm ép sang bên cạnh, tông vượt qua xe chở ga nổ tung. Những bình ga rơi ra phát nổ như những thiên thạch, phá tan hoang hết cả đường phố Thái Lan. A Lầu thấy một cầu xe liền cho xe phóng lên trời, đậu trúng nóc xe trùm xã hội, chỉ khổ thân anh đại lý bán xe. Xe lái thử mà giờ phải bán sắt vụn. Lát sau A Lầu đưa ông trùm về đồn cảnh sát, ai ngờ bị xếp chửi cho sấp mặt lờ, bởi vụ rượt đuổi gây tổn thất nặng nề cho thành phố. Cảnh sát trưởng tức giận cho A Lầu nghỉ phép dài ngày, phải nghỉ phép về nhà. A Lầu buồn lắm, đã thế lại phải ở với cô vợ suốt ngày cào nhào, liên mồm chửi anh từ sáng tới tối không nghỉ, mãi tới đêm mới nói A Lầu thử đi hỏi nhà sư. Hôm sau hai người tìm tới một đại sư nổi tiếng, mỗi ngày đều nườm nượp người đến xin lộc. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bưởi to, đại sư nhân cơ hội nhìn cho thỏa mãn, xem chưa thỏa mãn còn chạm lên cả cơ thể. A Lầu đợi mãi mà chưa tới lượt, ai ngờ khi đến lượt mình, đại sư đối với anh lại có thái độ rất khác lạ. Anh ta không buồn dùng tay mà giơ chân thối lên xem tướng. A Lầu bản thân là cảnh sát thật cay lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn kẻo vợ táng cho. Đại sư nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, về sau cho cả chân vào lỗ mũi A Lầu. Cuối cùng đại sư ban phước lành cho A Lầu bằng một phát đạp, nói 3 giờ chiều ngày mai sẽ có tin vui. A Lầu bị đôi chân thối của đại sư trêu đùa, nhưng vì vợ quá ghê gớm vẫn phải nín nhịn về nhà. Không ngờ tới 3 giờ lời nói của đại sư ứng nghiệm, cấp trên gọi điện nói cần gặp A Lầu, giao cậu nhiệm vụ trà trộn vào công ty thu âm. Ông nghi ngờ chúng đang âm thầm chế tạo vũ khí, muốn A Lầu vào đó tìm bằng chứng. Cùng lúc này công ty thu âm đang làm ăn thua lỗ, ông chủ yêu cầu tuyển ca sĩ mới có tiềm năng. A Lầu đánh liều đi thi thử giọng hát, người mang mã số đầu tiên bắt đầu hát thử. Thôi giọng hát bệnh quá, cút cút cút, người tiếp theo là một chị gái. Giọng hát khắm lọ liền bị đuổi thẳng tay, cuối cùng chỉ còn lại một mình A Lầu. Nhưng A Lầu vừa mới chỉ giới thiệu bản thân, ông chủ thấy còn một người lập tức chọn. Đúng thật là cơ hội đến không kịp trở tay, cả công ty thu âm bây giờ đều dựa hết vào mình A Lầu. A Lầu bắt đầu vào rừng điên cuồng tập luyện, vừa kết hợp luyện võ vừa tập nhảy. Không ngờ trong một thời gian ngắn, đã thành công chinh phục được hai công chủ hậu trường. Từ cảnh sát A Lầu đã trở thành một hiện tượng mới, tất cả mọi người đều cực kỳ yêu thích anh ta. A Lầu mau chóng thành một ca sĩ nổi tiếng, khán giả thấy A Lầu là gào thét không thể dừng lại. Nhưng A Lầu không thích sự nổi tiếng đột ngột này, anh biết mình tới đây thật sự có mục đích, rất nhanh đã tìm ra bằng chứng phạm tội của công ty thu âm. Hóa ra tầng hầm của công ty là nơi sản xuất vũ khí. Một hôm đợi tới lúc đêm muộn lẻn vào, đánh mất người công nhân rồi đổi quần áo, giả vờ là nhân viên đi kiểm tra tình hình dưới này, vừa hay thấy một người mặc đồ đen đang sao chép dữ liệu. A Lầu thân thủ phi phàm lao vào khống chế.
Không ngờ cô gái thoáng một cái đã thoát khỏi A Lầu. A Lầu đuổi theo kẻ địch ra tới ngoài kho. Một lần nữa anh khống chế cô gái, nhưng đột nhiên A Lầu đau đớn không ngừng. Hóa ra cô gái đã bóp tay vào đúng chỗ hiểm. Hai người thoát khỏi nhau bắt đầu giao đấu tay đôi. Ai ngờ đánh một hồi lại tới trước mặt đám người xấu. Đến nước này hai người đành phối hợp hạ gục kẻ địch. Bất ngờ có thêm một nhóm người lao tới xả súng, kẻ mặc đồ đen thoát đi, để một mình A Lầu ở lại đối phó với nhóm người. A Lầu đi một đoạn không may va trúng một kẻ to lớn. Dù anh có đánh hắn như thế nào đi nữa, hắn ta vẫn không hề có phản ứng gì. Hắn chê A Lầu yếu sinh lý. A Lầu điên tiết dùng mũ bảo hiểm liên tục và vào mặt, khiến tên kia không ngóc được cái đầu lên. Đúng lúc này một nhóm cầm binh khí lao tới. A Lầu rất nhanh đã bị bao vây. Hết đường chạy, A Lầu chỉ có thể phản kháng. Kết quả va vào tủ khiến mình chống tăng lăn ra sàn nhà. Nhờ vậy A Lầu có thể chạy ra chỗ khác. Nhưng chưa chạy được bao lâu lại bị chặn đường. Lần này một cao thủ thật sự xuất hiện. Động tác của hắn ta vừa mạnh mẽ không tưởng, lại vừa trôi chảy mềm mại như nước. A Lầu nhìn hắn múa có chút sốt ruột, trực tiếp dùng một thanh gỗ đập gãy chân hắn. Hắn ngã xuống không quên tạo dáng thật đẹp. A Lầu bên này đánh nhau mệt bở hơi tai. Không may ông chủ đã phát hiện ra anh là nội gián. Hắn liền ra lệnh đàn em bắt vợ của A Lầu. A Lầu một lần nữa phải cầm súng đi tới nhà kho cứu vợ. Cô vợ đang bị trói trên ghế cùng với hai thằng. A Lầu xông vào rất nhanh đã hạ gục chúng. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, sau lưng bất ngờ xuất hiện một samurai với hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa cực mạnh, nhưng có vẻ hắn ta thích múa. A Lầu mặc kệ hắn rời đi, ai ngờ vẫn có ba cao bồi chặn lại. Chúng rút súng ra bắn hai vợ chồng A Lầu. Ê mày xem đã trúng chưa? Có vẻ là trúng rồi đó. Ba thằng mắt lác cuối cùng bị A Lầu bắn gục. Vừa hay ông chủ dẫn đàn em cầm súng tới. Đúng lúc nguy cấp thì đội đặc nhiệm xuất hiện, chính là người phụ nữ ăn cắp dữ liệu lúc nãy. Hai bên cứ vậy điên cuồng xả súng vào nhau. A Lầu nhân lúc hỗn loạn dẫn vợ bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, hai người lại gặp một samurai Nhật Bản. Hắn ta nhẹ nhàng bay lên không trung. Lúc từ từ hạ xuống quần áo bị ngọn nến đốt cháy. Cái chết đến ôi thật là tức tưởi. Vợ chồng A Lầu chạy ra nhà kho. Đám người nhanh chóng bao vây quanh họ. A Lầu dùng súng xịt nước cho bọn này tan tác. Nhờ vậy thuận lợi chạy ra tới bên ngoài. Nhưng bên ngoài quân địch thật sự quá đông và hung hãn. A Lầu vừa bắn trả một viên đạn, mà sao đối phương cứ vậy lần lượt gục xuống. Hóa ra vợ anh đang dùng súng máy điên cuồng xả đạn. Lấy được cô vợ thế này đúng là bất tử rồi. Đột nhiên một chiếc xe bọc thép lao tới, kẻ trong xe phóng ra những tên lửa cực mạnh. A Lầu vội dùng chân đạp vợ bắn đi, còn bản thân ở lại tránh né tên lửa. Xe bọc thép lúc này bật chế độ tàn sát, nhưng bắn một lúc chả thấy A Lầu đâu. Quay lại đã thấy A Lầu bên cạnh táng thẳng vào mõm. A Lầu chiếm chiếc xe bọc thép, dùng súng máy hạ toàn bộ kẻ địch, nhưng ở đâu có một chiến tăng xuất hiện, đạn pháo bắn ra A Lầu phải bỏ chạy tụt quần. Chạy một hồi tự dưng anh quay đầu lại, quyết định nhấn ga trực tiếp lao vào xe tăng. Bản thân nhảy ra khỏi xe vừa lúc hai chiếc phát nổ. Vụ nổ tuy mạnh nhưng chưa thể phá xe tăng. A Lầu nhanh chân leo lên cần cầu gần đó, thò nam châm xuống cầu chiếc xe tăng lên trời. Đúng lúc này đội đặc nhiệm xuất hiện, chuẩn bị tóm gọn hai tên người xấu. Bất ngờ thằng mặc vest giơ súng khống chế đồng đội, ép cảnh sát không được tiến tới. Nói xong hắn còn bắn vào chân ông trùm. Nhờ vậy mà hai thằng xuống thuyền bỏ chạy. Đang lúc hắn chuẩn bị thoát đi, A Lầu ở trên quay cần cầu, khiến chiếc xe tăng rơi xuống phá nát thuyền của hai ông trùm. Hai thằng chỉ còn nước bò lên bờ chịu bắt. A Lầu lần này đã lập được công trạng to. Quả nhiên là vị đại sư kia nói rất chuẩn. Nhưng cô vợ lúc này đã tỉnh lại, tiếp tục màn chửi chồng như mưa bom bão đạn. Thật đúng là phúc 30 đời của giàng A Lầu. Phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.